Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay được phép cha xứ chúng con đến đây để cùng chia sẻ tĩnh tâm mùa vọng. Giáo xứ chúng ta có 3 ngày để tĩnh tâm mùa vọng chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh, đó là hôm nay, ngày mai và ngày mốt. Và chúng ta cũng đang sống trong năm mục vụ gia đình. Ta biết rằng hành trình 3 năm là mục vụ gia đình 2017 là chuẩn bị cho các đôi bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân. 2018 bắt đầu từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng vừa qua là đồng hành với các gia đình trẻ, và 2019 là đồng hành với các gia đình gặp khó khăn như là ly thân, ly dị, rồi con cái hư hỏng, vân vân. Bởi vì gia đình là một tế bào căn bản của giáo hội và xã hội. Nếu gia đình chúng ta thánh thiện thì chắc chắn sẽ đóng góp vào sự thánh thiện của giáo hội rất nhiều. Và nếu gia đình chúng ta bình an, hạnh phúc thì xã hội này chắc hẳn sẽ tươi đẹp hơn, và mọi người sống chan hòa, bình an và hạnh phúc. Thế nên trong 3 ngày này chúng ta cùng đồng hành với Giáo hội Công giáo Việt Nam để cùng suy niệm, để cùng nhắc lại những điều căn bản, những điều cần thiết, những điều thực tế của đời sống gia đình. Và chắc chắn rằng nhờ ơn Chúa Thánh Thần thì chúng ta có dịp để nhìn lại gia đình của mình, và nhờ ơn Chúa Thánh Thần, xin Chúa Thánh Thần biến đổi gia đình của chúng ta trở thành ngôi đền thờ của Thiên Chúa, thành một tổ ấm, thành một nơi trú ẩn an toàn tốt đẹp nhất. Để chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau để 3 ngày tĩnh tâm này đúng là vắn vỏi thật nhưng mà thực tế. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy, có những người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó. Họ đến từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem. Quyền năng Chúa ở với người để người chữa bệnh. Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường. Họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người, nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa trước mặt Đức Giêsu. Thấy họ có lòng tin như vậy, người bảo: Này anh, tội anh được tha cho anh rồi. Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có thể tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Nhưng Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên người lên tiếng bảo họ rằng: Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Trong hai điều, một là bảo tội anh được tha cho anh rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Đức Giêsu nói với người bại liệt: Tôi bảo anh, đứng dậy, vác giường mà đi về nhà. Ngay lúc ấy người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái giường anh đã nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa, lòng đầy sợ hãi. Họ bảo nhau: Hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen.
xin kính chào các bác, anh, các chị. Chúng con xin phép được đứng đây để mà cùng trao đổi. Bởi vì đề tài về gia đình là một đề tài rất là thực tế, và gọi là chia sẻ những kinh nghiệm thì nó hay hơn. Ở đây thì thưa các bác, các anh chị, ai cũng đã phải được sinh ra trong một gia đình, rồi lớn lên, rồi đến tuổi trưởng thành thì hoặc lấy chồng hoặc lấy vợ, nói chung là đều nằm trong một gia đình hết. Và các cha đi tu thì cũng phải lớn lên trong gia đình nhé. Thế nên là hôm nay chúng con xin phép để mời các bác, các anh, các chị cùng chia sẻ, để cho cái những buổi tĩnh tâm của chúng ta nó có được có sự phong phú, và nó là cái thực tế. Khi mà chúng ta nói về đề tài gia đình thì như đã nói, đó là một đề tài thực tế, và nói bao nhiêu cũng là thiếu, cũng là không đủ. Năm nay, năm 2018, tính từ năm phục vụ, tức là chủ nhật nhất mùa vọng, mục vụ gia đình với đề tài là đồng hành với các gia đình trẻ. Thế thì thưa các bác anh chị, ở đây chúng ta có thấy cái logo đây. Ở đây các bác anh chị thấy rằng đây là logo của năm đồng hành với các gia đình trẻ. Giờ chúng ta thử nhìn một chút, có thể ở đây các bác anh chị đã từng biết rồi, nhưng mà thôi thì mình cũng nhìn chừng mấy phút đồng hồ thôi. Logo này đầu tiên chúng ta thấy có giống như một ngọn lửa màu đỏ, đúng không? Và nếu chúng ta nhìn cách điệu nữa thì có vẻ giống như là con chim bồ câu. Thế thì lửa là tình yêu, lửa đó là hơi nóng, là sức ấm. Mà chim bồ câu thì thông thường người ta nghĩ ngay đến là Chúa Thánh Thần. Thế nên cái sự cách điệu của ngọn lửa và chim bồ câu, nó nói với chúng ta gia đình của chúng ta rất cần ơn của Chúa Thánh Thần. Và Chúa Thánh Thần ngự trị trong gia đình của chúng ta để mà soi sáng, để mà hướng dẫn, để mà đồng hành. Rồi các bác anh chị thấy cái ngọn lửa này nó màu không phải là màu đỏ rực, mà nó có pha một chút màu nâu. Thực ra cái logo này thì cũng khá, cái màu nâu là màu bình dị, màu đời thường. Và chính vì gia đình của chúng ta sống một đời sống bình thường, bình dị, mỗi ngày cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, nhưng mà dưới ơn của Chúa Thánh Thần. Rồi thánh giá là màu vàng, mà chúng ta biết màu vàng đó là màu sáng, màu vàng đó là màu hạnh phúc, màu vàng đó là màu giống như là các vua chúa hồi xưa vậy. Nhưng mà thánh giá ở chính tâm điểm để cho chúng ta thấy được đây là ơn cứu chuộc. Không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu. Chắc chắn một gia đình hạnh phúc phải chấp nhận có thánh giá hay là hy sinh. Thế nên ở tâm điểm, rồi chúng ta thấy có ba cái chấm tròn, đó là vợ chồng và đứa con, và được vẽ cách điệu như là hình trái tim, tức là một sự chan hòa, một sự bình an, và đó là tình yêu. Thưa các bác, các anh chị, chúng ta cứ ngẫm nghĩ về cái logo này thì chúng ta cũng thấy gia đình của mình phải có Chúa Thánh Thần, gia đình của mình phải có hy sinh, gia đình của mình phải có những gì gì đơn giản, chan hòa, yêu thương, tôn trọng. Đấy, cái logo đó nói với chúng ta rất nhiều. Rồi các bác anh chỉ biết là lễ Chúa Kitô Vua năm 2016 thì Hội đồng Giám mục Việt Nam có đưa ra một tâm thư. Nguyên tựa đề tâm thư đó là gia đình, ơn gọi tình yêu và sứ mạng lòng thương xót. Cái tâm thư đó khá hay, các bác anh chị có thể đọc ở trên các trang mạng Công giáo hay là trang mạng của Tòa mục Sài Gòn đây. Tâm thư đó ban đầu nói về vẻ đẹp của gia đình, rồi nói về cái thách đố của gia đình nhiều lắm. Nào là ly dị, nào là ly thân, nào là phá
phá thai, nào là bạo hành, nào rất nhiều những vấn đề mà của xã hội hiện đại ngày hôm nay tác động đến gia đình, và nhất là các gia đình trẻ. Rồi đặc biệt ở trong đó, tâm thư đó lại kêu gọi phần cuối, kêu gọi tất cả những người công giáo chúng ta đồng hành với, thứ nhất, các gia đình di cư. Các bác anh chị biết là ở khu vực này này, khu vực Gò Vấp, chắc là có nhiều gia đình trẻ bỏ quê đi vô trong Sài Gòn này làm ăn buôn bán. Nhiều khi thì vợ để nhà rồi chồng đi vào trong đây làm việc, hay là cả hai vợ chồng đi vào trong này làm việc rồi để con cái lại cho ông nội, ông ngoại, bà ngoại chăm. Họ gặp rất nhiều vấn đề, và đa phần gọi là sống trong một tình trạng ta gọi là khá cực khổ, ít người được thành công. Thế nên trong cái tâm thư đó kêu gọi tất cả chúng ta là người công giáo đồng hành và nâng đỡ các gia đình di cư, di dân đó. Thứ hai là đồng hành với các gia đình hôn nhân khác đạo. Đây cũng là một vấn đề lớn. Chúng ta biết rằng ở Việt Nam chúng mình đó, chỉ có 7% là công giáo thôi trong dân số Việt Nam mình. Thế thì bây giờ có nhiều người đâu có cái cơ hội để mà gặp gỡ, để mà giao lưu, để mà chia sẻ với những người công giáo. Rồi nhiều khi họ phải đi làm một cái môi trường không có người công giáo. Bây giờ gặp nhau rồi tìm hiểu rồi quen nhau rồi lập gia đình với nhau, có thể may mắn hơn thì cái người không có đạo sẽ trở lại đạo, ta tạm gọi như vậy, hay là tin vào Chúa. Có khi là người nam, có khi là người nữ. Nhưng mà thưa các bác, các anh chị ở đây có nhiều bác lớn tuổi chắc chắn biết cái câu này này: chắp tay lạy Chúa Ba Ngôi, tôi lấy được chồng tôi thôi nhà thờ đấy, phải không? Câu này thì nhiều người, và chính vì như vậy có nhiều bậc cha mẹ rất ngại cho con cái mình lấy những người mà gọi là hôn nhân ta bảo làm trở lại. Nhưng mà ta phải nhìn nhận rằng đó là một thực tế, và nhất là cái thực tế là có những đôi hôn nhân khác đạo. Bây giờ khác hai gia đình đã vậy, khác về tôn giáo, khác về văn hóa, khác hoàn toàn, họ cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Thế nên là Hội đồng Giám mục cũng kêu gọi chúng ta đồng hành với họ. Và thứ ba nữa là đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Không phải là khó khăn về kinh tế, mà là khó khăn trong đời sống. Có khi là có con cái nghiện ngập hút sách, có khi là chồng vợ bỏ nhau, ly dị, ly thân. Đấy, một điểm đặc biệt. Mà rồi hồi nãy khi trước thánh lễ, chúng con có được nghe, ở đây cũng có một thói quen tốt lành là các bác anh chị đọc cái kinh gia đình trước thánh lễ. Ở trong kinh gia đình đó là cái lời cuối của tâm thư của Đồng Giám mục gửi cho tất cả các giáo dân Việt Nam, công giáo Việt Nam. Đó là cái bài kinh về chúng ta đọc đấy. Ở trong đó các bác anh chị thấy ngay có 4 định nghĩa về gia đình, đúng không ạ? Nhiều khi mình đọc nhưng mà mình thấy mình thôi, mình dừng lại một chút để mình nhìn lại thì mình sẽ ngẫm nghĩ một chút. Thứ nhất, gia đình là cái nôi của sự sống. Cái nôi tức là bắt đầu, tức là ủng hộ cho cái việc mà có những đứa con mới. Và một khi đã nói sống thì thưa các bác anh chị, sống không phải là lê lết sống nhé. Có khi chúng con đi gặp một đến cái khu nhà ta tạm gọi là khu nhà ổ chuột, đúng là họ không sống, họ lê lết sống. Bởi vì sao vậy? Thiếu những điều kiện cần thiết căn bản của sự sống. Thế nên bây giờ gia đình của chúng mình là cái nôi của sự sống, thưa các bác các anh chị, quan trọng lắm. Ở trong đó phải có một sự sống thực, một sự sống lớn lên mỗi ngày, một sự sống chan hòa, một sự sống mà chúng ta gọi là bao giờ cũng phải có sự năng động và có sự tăng trưởng. Dấu hiệu của sự sống là như vậy. Các bác anh chị biết, nhìn vào một cái cây, ta biết nó còn sống là bởi vì sao vậy? Bởi vì nó tăng trưởng mỗi ngày một chút. Và ở trong nó ta thấy nó đứng một chỗ đấy, nhưng mà ở trong nó đang có cái sinh động, nó có một cái năng lực lớn ở trong nó vậy. Tại sao cái cây nó chỉ có hút
những cái chất tốt đẹp cho cái cây đó để mà cây nó phát triển. Ở dưới đất thì nhiều thứ lắm, có cả dây thun này, có cả cao su rồi, có cả giấy, có cả những vật này vật kia. Nhưng mà tại sao cái cây đó nó chỉ hút những chất sống mà làm cho nó tăng trưởng thôi? Đấy, sự sống bao giờ cũng đánh giá được bằng hai dấu hiệu. Một, đó là tăng trưởng. Hai, đó là năng động. Gia đình của mình cũng vậy, tình yêu của mình cũng vậy, hôn nhân của mình cũng vậy. Cần phải lớn lên mỗi ngày và cần phải năng động. Còn nếu không nó đang chết. Tại vì sự sống tuyệt vời lắm, sự sống rất là mạnh bạo, không ai ngăn cản được sự sống hết. Rồi ở trong cái kinh cầu về gia đình đó, nói rằng gia đình là một mái ấm tình thương, bao dung và hợp nhất. Chà, cái câu này hay quá. Một mái ấm, một tổ ấm, một cái nhà, một cái nơi gọi là người ta cảm thấy yêu thương nhau, bao dung với nhau và hợp nhất với nhau. Chứ còn lấy trong bài kinh đó thì các bác anh chị thấy chúng ta vẫn đọc mỗi ngày. Nhưng mà chúng ta cứ ngẫm nghĩ như vậy xem gia đình chúng mình có phải là một mái ấm gọi là yêu thương, bao dung và hợp nhất không? Rồi gia đình là một cái ngôi trường giáo dục trở nên người hữu ích và người tốt. Định nghĩa thứ ba, cái này thì chúng các bác anh chị biết rằng là khi chúng ta còn gia đình của chúng mình phải là một cái nơi giáo dục đầu tiên cho con của mình. Đức Hồng Y Mazzini đó, bây giờ Ngài qua đời rồi, Ngài là Đức Hồng Y nổi tiếng thế giới, là một nhà thần học, Ngài viết rất nhiều sách. Ngài viết một bài tựa đề là Tôi Yêu Hội Thánh. Ngài kể rằng mẹ tôi đã sinh tôi ra ở trong hội thánh khi tôi còn bé. Bởi vì còn bé thì sao? Bà mẹ của Ngài nâng niu Ngài, tập cho Ngài làm dấu, tập cho Ngài đọc kinh lễ cha, kinh kính mừng. Và rồi Ngài cứ thấm nhiễm dần dần mỗi ngày một chút để mà lớn lên trong đời sống đức tin và trở thành một người có ích và một người tốt cho giáo hội cũng như là cho xã hội. Nó phải là một ngôi trường như vậy. Rồi điểm thứ tư nữa, đó là một cái nơi mà thành trì che chở phẩm giá con người. Phẩm giá con người là gì? Ai trong chúng ta cũng biết. Nhưng mà thưa các bác anh chị, những gì thuộc về phẩm giá con người, phẩm giá của một người nam, phẩm giá của một người nữ, phẩm giá của một người cha, của người mẹ, của đứa con, hay nói chung lòng tự trọng, rồi đức bác ái, đức công bình, tất cả những cái đó, thì gia đình phải là một cái thành trì che chở và lớn lên những cái phẩm giá của con người. Khi chúng ta đi giao tiếp ở trong xã hội, các bác anh chị, đôi lúc chúng ta cảm thấy nó mệt mỏi. Đôi lúc có những trường hợp này, trường hợp khác, người ta bị tổn thương, bị xúc phạm về phẩm giá, thì gia đình là cái nơi để che chở, là cái nơi để bảo vệ cái phẩm giá đó. Thưa các bác, các anh chị, cái lời kinh mà chúng ta đọc đây là cái bốn định nghĩa về gia đình rất hay. Hôm nay thì trong 3 ngày tĩnh tâm này, chúng con sẽ xin các bác, các anh chị cùng chia sẻ về một gia đình Kitô giáo truyền thống nhé. Ở đây chúng con thấy có nhiều bác lớn tuổi lắm. Và cũng có một số các bác, các anh, các chị trẻ. Thường thường người ta định nghĩa một gia đình trẻ là có thể là lập gia đình được 1 cho đến 5 năm, và có thể hơn nữa. Và các nhà tâm lý nói với chúng ta rằng trong 5 năm đầu của đời sống hôn nhân, đó là 5 năm đôi bạn trẻ đó điều chỉnh rất nhiều thứ để có thể hòa hợp với nhau. Hồi xưa anh sống có một mình, anh đi giờ nào, về giờ nào, không có vấn đề gì cả. Hồi xưa chị sống có một mình, chị muốn ăn thế này, ăn thế khác, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà bây giờ hai người về sống với nhau thì phải điều chỉnh rất nhiều thứ để cho hai bên đều hòa hợp với nhau thì mới trở thành một gia đình.
Còn nếu không thì người ta bảo là góp gạo nấu chung. Nhiều lắm. Mà nếu mà các nhà tâm lý cũng bảo rằng trong 5 năm đầu đó mà vượt qua được thì có nhiều cơ may là đôi, là gia đình đó sẽ còn tiếp tục đi tiếp. Tất nhiên người ta nói như thế là người ta nói là khá thôi chứ không phải là tuyệt đối. Bởi vì trong thực tế có những người 10 năm rồi vẫn ly dị như thường, 15 năm rồi vẫn ly thân, có hết. Nhưng mà 5 năm đầu đó ta tạm gọi đó là cái 5 năm để điều chỉnh. Thế thì thưa các bác, các anh chị, chúng ta đang sống trong xã hội hiện đại có nhiều thứ lắm. Nhưng mà hôm nay trong 3 ngày này chúng con sẽ nói nhiều về cái gia đình truyền thống Kitô giáo. Chúng con có tìm được một văn bản khá hay, gọi là 8 mối phúc thật cho gia đình. Các bác, các anh chị biết rằng Chúa Giêsu có 8 mối phúc thật đúng không? Để chúng con thử đọc 8 mối phúc thật này nguyên văn cho các bác, các anh chị nghe xem nó có phải là gia đình truyền thống Kitô giáo chúng mình hay không nha. 8 mối phúc thật cho gia đình. Phúc thay gia đình mà cha, mẹ, con cái kính thờ và yêu mến Thiên Chúa chân thành, trung thành tuân giữ các giới răn của Người, năng đi xưng tội, thường xuyên rước lễ và đọc kinh tối chung, vì chưng Đức Chúa ở cùng họ luôn. Phúc thay gia đình tuân giữ cẩn trọng những ngày Chúa Nhật và lễ trọng, vì chưng mai sau cả gia đình sẽ đoàn tụ trong lễ hội nước trời. Phúc thay gia đình không tìm kiếm những thú vui tội lỗi, vì chưng niềm vui của Đức Kitô ngự trị trong gia đình họ. Phúc thay gia đình không dùng những lời lẽ thiếu tử tế, không nguyền rủa, không nóng bận, không nói bậy, không nóng giận, vì chưng phúc lành bình an Thiên Chúa tràn trề nơi đó. Phúc thay gia đình mà người cha, người mẹ ý thức con cái họ sinh ra là quà tặng linh thánh của Thiên Chúa, biết giáo dục chúng phụng sự Thiên Chúa, sống có trách nhiệm lẫn nhau trong gia đình, chê ghét tội lỗi, vì chưng họ xứng đáng ân sủng và phúc lành dư đầy từ Thiên Chúa. Phúc thay gia đình mà biết mời cha xứ đến cho người bệnh tật già nua, vì chưng người bệnh già nua sẽ được an ủi và về với Chúa bình an. Phúc thay gia đình mà trân trọng và học hỏi kinh thánh và giáo lý Kitô giáo, vì chưng đức tin của họ sẽ được vững chắc và sinh động. Và mối phúc thứ tám đó là phúc thay gia đình mà các bậc cha mẹ tìm thấy niềm vui nơi con cái của họ, những đứa con có trách nhiệm và vâng phục, noi gương cha mẹ kính sợ và yêu mến Thiên Chúa, vì chưng gia đình sẽ đầy những người công chính, giàu đức hạnh và được Thiên Chúa cứu độ. 8 mối phúc cho gia đình này xem ra đơn giản, xem ra rất truyền thống. Thế thì thưa chúng con nhìn ở đây thì chúng con thấy có nhiều bác lớn tuổi lắm rồi. Vậy chúng con xin hỏi bác, gia đình Kitô giáo truyền thống là gia đình như thế nào? Và chúng con cứ xin hỏi là trong gia đình của các bác, các chị ở đây có một cái truyền thống riêng nào không? Khi chúng ta nói dùng cái từ truyền thống là chắc hẳn là thưa các bác, các anh chị, trong ở đây thì có nhiều bác lớn tuổi lắm, chắc là có những cái truyền thống. Thôi thì để cái câu hỏi này cho đến ngày mai, chúng con xin các bác cứ suy nghĩ xem gia đình chẳng hạn như thế này nhé. Các bác biết rằng là ví dụ khi mà đứa con nó còn bé, nó có thể là còn bé ấm ngửa trên tay, hay là nó được 1-2 tuổi rồi, thì khi đi ngủ á, đây cũng là một truyền thống, người mẹ ghi dấu thánh giá ở trên trán của con của mình. Ở đây có bác nào ở trong hội các bà mẹ công giáo không? Chắc chắn có không cơ? Hình như trong hội các bà mẹ công giáo có cái luật đó, phải không cơ? Ở đây có bác nào ở hội các bà mẹ, bác ở các bà mẹ công giáo không cơ? Bác ở hội các bà mẹ công giáo vậy? Có ai có bác nào ở đây hội các bà mẹ công giáo không? Có không cơ? Nếu mà đã là bà mẹ rồi thì đương nhiên là thuộc về hội rồi. Nhưng mà ở trong luật mới có. Ví dụ như thế này, một cái tạm gọi là truyền thống. Ví dụ như khi con của mình nó bị hắt, gọi là con nó bị hắt hơi hả, hay là nó sao lắm,
thì vuốt vuốt Đức Bà chữa, Đức Bà chữa, Đức Bà chữa, có không? Có không bác? Có không? Có. Ở trong tiếng Anh á, ví dụ như một người bên cạnh, hai người đang ngồi học cho bạn bè hay không phải là con nít đó nhá, mà một người bị hắt hơi cái người bên cạnh nói bless you. Bless có nghĩa là chúc lành, chiêu là bạn, có nghĩa là xin Chúa chúc lành cho bạn. Nhưng mà ở Việt Nam chúng mình á thì Đức Bà chữa, Đức Bà chữa, đúng không? Mình cứ vuốt vuốt đó con. Trời, chúng con ngồi chúng nghĩ bây giờ không biết là các gia đình trẻ có làm cái hành vi ta tạm gọi là rất đơn giản như vậy không? Bây giờ các bác chắc lớn tuổi vẫn còn làm cho cháu mình chứ phải không? Đúng không? Nhiều lắm đấy. À, còn gì nữa nào? Thưa các bác, các anh chị, chúng con chỉ gợi ý ngày mai chúng con xin hỏi luôn một chắc chắn, đó là gia đình của mình. À, có phải là gia đình truyền thống và có nhiều truyền thống Kitô giáo không? Hay lắm. Cái này thì nhiều gia đình trẻ, đúng là năm nay là đồng hành với các gia đình trẻ thật. Nhưng mà nếu các người trẻ mà không học cái kinh nghiệm, không học một cái lối sống truyền thống của những người cha mẹ, ông bà, người lớn tuổi, thì họ đang đánh mất, họ đang lỡ những cái điều mà tốt đẹp nhất. Nhiều khi nó đã có hàng trăm năm rồi chứ không phải là mới. Rồi có một lần có một bác cũng chia sẻ với chúng con, đó là cái truyền thống đó là đọc kinh tối trong gia đình đấy. Rồi có một chị kia cũng lập gia đình được 13 năm, chị cũng chia sẻ với chúng con thế này, cho cả nhà thờ luôn đều nghe. Đó là ban sáng chỉ có hai đứa con, ban sáng cả nhà thức dậy chuẩn bị ăn sáng, chị ấy chuẩn bị, thì sau đó chị mới bảo các con đi ra chào Chúa và xin Chúa ban cho hôm nay được bình an rồi đi học. Rồi cái đứa bé đó ở trong nhà nó còn, nó cũng có học lớp 1, nó nhỏ lắm, có những hôm nó thấy sớm chớp nó sợ, nó sợ. Thế thì mẹ nó bảo nó thôi, có Chúa con ạ, sấm chớp thôi, con làm dấu, con đọc kinh nhiều lắm, rất nhiều cái thứ ta tạo gọi là cái truyền thống. Ngày hôm nay thì chúng ta đang sống trong xã hội hiện đại, không gia đình nào mà không có internet chắc chắn, nào là wifi, rồi thì lên Facebook ấy, à, ui chà nhiều lắm. Có một lần thì đang thấy có mấy bạn trẻ ngồi ăn gọi là giống như là họ đi ăn ít không vậy. Thế thì một anh móc điện thoại ra, điện thoại thời bây giờ điện thoại thông minh nó có chụp hình đấy, thế chụp các món ăn. Thế thì mấy đứa kia hỏi làm gì đấy, bảo tao cúng cúng Facebook á. Có nghĩa là gì? Có nghĩa chụp cái món ăn đó xong rồi đưa lên Facebook và chờ người ta like, có nghĩa là thích. Mà họ gọi, mấy bạn trẻ đó gọi là cúng phây. Thú thực mà đầu tiên chúng con nghe cái câu đó chúng con ngạc nhiên lắm. Lần đầu tiên mình được nghe cái câu, tức là cứ chụp hình những cái món ăn ấy, đầy ra bàn lên đây, xong rồi đưa lên Facebook của mình, à, để cho người ta vô người ta like, cúng phây. Đấy, hiện đại lắm. Lối sống hiện đại của chúng mình nhiều thứ lắm. Có thể nhiều đây các bác mà lớn tuổi thì chắc chắn là có nhiều tuổi chúng con vậy, chúng con chẳng có chơi Facebook bao giờ, chẳng biết chơi nữa tại mình. Rồi có nhiều bạn trẻ mới có, nhưng mà chúng con dám nói rằng liệu đánh mất những cái truyền thống gia đình Kitô giáo, và có nhiều lắm, thì liệu gia đình của mình có bền không? Khi chúng ta, các bạn trẻ đến lãnh nhận bí tích hôn phối thì đúng là khởi đi một hành trình mới. Bởi vì bí tích hôn phối thì chúng ta đã nghe nhiều rồi, đó là một vợ một chồng, có nghĩa rằng lập gia đình một lần với một người và một lần. À, tất nhiên khi mà người kia qua đời, cái người bạn đời của mình qua đời thì mình vẫn có thể tiếp tục có một người khác, nhưng mà không bao giờ có hai ba vợ hay là hai ba chồng cùng một lúc cả. Đấy, cái từ mà đơn hôn nó hay lắm. Và luôn luôn tình yêu loại trừ người số 3.
Rồi cái điểm quan thứ hai trong cái tích hôn nhân đó là cái lời họ hứa nguyện với nhau. Ở đây biết là các bác các lớn tuổi có nhớ cái ngày đám cưới của mình không ấy nhỉ? Hy vọng là không ai quên cái ngày đám cưới của mình hết. Nào là tôi là gì đó nhận em và giữa hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời, vân vân. Cái lời hứa đó nó nói lên một sự tin cậy. Mình trao tin cậy cho người bạn đời của mình, người bạn đời của mình trao tin cậy cho mình. Và thứ ba nữa là tính trách nhiệm ở trong cái lời hứa hôn nhân. Trách nhiệm là gì? Thưa là ta phải trả lời cho người khác một cách đầy đủ, chi tiết về những gì tương quan, về những gì mà ta đang đảm nhận. Đấy mới gọi là trách nhiệm. Bây giờ người ta hỏi người chồng về vợ của ông, về gia đình vợ của ông, về nghề nghiệp, về tính tình vân vân, một cách gọi là khái quát thôi, người chồng phải trả lời được. Ngược lại, người ta hỏi người vợ về người chồng, về gia đình của người chồng, hay hỏi về các con thì phải trả lời được, thì mới nói lên được cái tính trách nhiệm. Thế nên chúng con thấy rằng là trong bí tích hôn nhân, thứ nhất là đơn hôn ấy, tất nhiên loại trừ cái việc ta gọi là ly dị, loại trừ cái chuyện đa thê, đa phu, rồi cái lời đoan nguyện với nhau, rồi cái tính trách nhiệm, ba điều đó nó bắt đầu một hành trình tin cậy. Thế nên nhà thần học Bonhoeffer ông ta nói thế này: bước vào đời sống hôn nhân là bước vào một nơi chốn, bước vào một sứ mạng và bước vào niềm tin cậy. Nơi chốn, sứ mạng và niềm tin cậy của chung của hai người, không phải của nam hay là không phải chỉ của nam hay của nữ, mà của cả hai người. Thế thì thưa các bác anh chị, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây để mà có thể nói được. Ngày mai chúng con lại tiếp tục và xin các bác anh chị cùng đóng góp ý kiến xem một gia đình Kitô giáo truyền thống là như thế nào. Rồi gia đình mình có cái truyền thống riêng nào không? Đây chúng con xin phép được gợi ý. Hồi nãy chúng con có nói một vài điểm thôi, thì các bác anh chị thấy rằng là ở đây ai cũng phải đồng ý. Đấy là cái truyền thống đấy. Còn nữa, còn nhiều lắm. Thì ở đây các bác lớn tuổi có thể biết nhiều, thì chúng con mời ngày mai trả lời giúp cho chúng con một gia đình Kitô giáo truyền thống là gia đình như thế nào. Rồi gia đình của các bác có cái truyền thống nào không? Rồi chúng ta cảm ơn Chúa ngày hôm nay để chúng ta bắt đầu ba ngày tĩnh tâm với những cái ý tưởng rất là thực tế và đơn giản như vậy. Để ngày mai chúng con lại xin tiếp tục để mà triển khai tiếp về bí tích rửa tội, nhất là trong đời sống gia đình cho mình. Vâng, xin cảm ơn tất cả.